vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra tại xã Diên An Đông, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau. Một kế hoạch hoàn hảo của kẻ giết người vô nhân tính. Cái đối tượng chặt một cái cây chắn ngang lối đi, canh cái giờ cái nạn nhân đi ngang. Nạn nhân nằm chết, dắt ngang cái đường, trên người nó bị nhiều cái vết chém, không bị xáo trộn nhưng là nó vắng vẻ. Những nhát chém chí mạng gây nên cái chết thương tâm. Giờ phút đấu trí căng thẳng để truy tìm sự thật. Cái ấp đó chỉ có cái đường độc đạo nhỏ đó để người dân đi ra vuông đó, rất là phức tạp cho công tác là trinh sát và điều tra phá án. Ai mới là thủ phạm, vật chứng biết nói đã vạch trần tội ác ra sao? Mười bảy giờ chiều ngày 16 tháng 11 năm 2006, ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát điều tra công an tỉnh Cà Mau nhanh chóng có mặt để tìm hiểu nguyên nhân cái chết bất thường được phát hiện tại một lối mòn hướng dẫn ra vuông tôm của nhiều hộ dân tại địa phương. Từ những vết chém ở phần sau gáy của nạn nhân cùng với những dấu vết để lại tại hiện trường cho thấy nạn nhân đã tử vong trước đó khoảng 2 đến 3 giờ đồng hồ. Danh tính nạn nhân được xác định là anh Bùi Minh Diện, 42 tuổi, làm nghề nuôi tôm. Có thể vào thời điểm xảy ra vụ án mạng, anh đang trên đường vào thăm vuông tôm nhà mình thì bị giết. Khi mà đến hiện trường thì phát hiện cái cây nó nằm ở dắt ngang đường đó là nghi vấn là do đối tượng nó chặt hạ cái cây đó xuống để làm chắn ngang cái lối đi của nạn nhân. Nhận thấy tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án, Ban Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau đã triển khai cuộc họp khẩn cấp ngay trong chiều hôm đó. Ban chuyên án cũng nhanh chóng được thành lập dưới sự góp mặt của Trung tá Hà Thanh Hải cùng nhiều cán bộ điều tra viên và trinh sát ưu tú. Tại cuộc họp, các cán bộ điều tra đã tập trung phân tích đánh giá và đưa ra nhận định ban đầu về vụ án. Tập trung lực lượng để tiến hành rà soát, sàng lọc những cái đối tượng hình sự cộm cán ở trong cái ấp và địa phương đó. Khả năng nhận định là đối tượng này nó biết cái nạn nhân đi vào cái khu vực đó, nó mới ra tay, nó sát hại nạn nhân để nó lấy được cái tài sản của nạn nhân. Từ khi tiếp nhận thụ lý vụ án, chưa một thời khắc nào Trung tá Hà Thanh Hải thôi trăn trở làm sao để sớm tìm ra tên sát nhân tàn nhẫn đã khiến dư luận hoang mang lo lắng. Nhất là lúc này, khi mọi dấu vết về tên hung thủ vẫn còn quá mờ nhạt, anh lại càng không thể ngồi yên. Đa phần là bà con sống bằng cái nghề nuôi trồng thủy sản, làm vuông. Ở một cái vùng quê như thế mà xảy ra cái vụ án tính chất nó mức độ nghiêm trọng như thế, thì làm cho tôi trăn trở để làm thế nào để cùng tập thể lãnh đạo phá nhanh cái vụ án đó. Để thu thập thêm thông tin liên quan đến nạn nhân Bùi Minh Diện, cán bộ điều tra đã trực tiếp làm việc với chị Phan Thị Hương, vợ nạn nhân. Chị Hương kể lại vào khoảng 14 giờ chiều ngày hôm đó, thấy chồng đi nhậu về với bộ dạng say xỉn, chị có than phiền và hai vợ chồng chị có lời qua tiếng lại. Tỏ vẻ không hài lòng, anh Diện đã cầm lấy túi mồi là hai con chim cút chiên và bảo sẽ đi ra trong coi vuông tôm. Khi đi, trên người anh có đeo một nhẫn vàng 18K và một chiếc đồng hồ có giá trị. Cán bộ điều tra nhận thấy có điều gì đó đáng ngờ qua thông tin mà vợ nạn nhân cung cấp. Bởi hiện trường nơi phát hiện thi thể nạn nhân chỉ có chiếc xe đạp và một chai rượu gạo uống dở. Ngoài ra không tìm thấy nhẫn, chiếc đồng hồ và cả túi mồi như trong mô tả của chị Hương. Từ thông tin đó, lực lượng điều tra đã cùng họp bàn để cùng thống nhất hướng suy luận và phân công lực lượng truy tìm manh mối của vụ án. Đồng thời đưa ra nhận định ban đầu, đây là vụ án giết người cướp tài sản. Thời điểm đó, vụ án nó xảy ra là gây xôn xao dư luận ở một cái vùng quê nghèo, ở một cái xã nghèo của tỉnh Cà Mau. Chúng tôi sẽ tập trung rất là quyết liệt để làm thế nào sớm tìm ra được cái thủ phạm để trả lời trước cái dư luận.
rộng phạm vi tìm kiếm tại hiện trường, cán bộ điều tra đã phát hiện một con dao dính máu, vật chứng quan trọng nghi là hung khí gây án mà hung thủ đã để lại. Vị trí của con dao nằm khuất trong bụi rậm, cách thi thể nạn nhân khoảng hơn 10 mét. Kết hợp cùng chi tiết có thân cây chắn ngang đường, cán bộ điều tra suy luận tên sát nhân này chắc chắn có tính toán và mua đồ từ trước. Vậy tên sát nhân đó là ai? Một vùng quê yên bình bỗng chốc xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng. Dấu vết tại hiện trường cho thấy kẻ giết người đã có âm mưu, chủ đích từ trước. Bên cạnh đó, chiếc nhẫn, đồng hồ và túi mồi nhậu không cánh mà bay cũng trở thành điểm đáng chú ý trong vụ án. Vậy hung thủ là ai? Qua tìm hiểu thông tin từ quần chúng nhân dân, lộ diện một đối tượng tình nghi số 1 tên Lê Xuân Khanh. Được biết, trước đó, nạn nhân Diện có xảy ra mâu thuẫn gay gắt với đối tượng này. Vốn có hình khích về chuyện tranh chấp đất đai, hắn ta mang dao sang nhà gây chuyện và đòi giết anh Diện. May là vợ nạn nhân đã can thiệp kịp thời nên hắn mới rút lui. Nắm được thông tin quan trọng này, trinh sát đã tìm gặp và mời đối tượng này về cơ quan điều tra để xét hỏi. Tại cơ quan điều tra, ông Khanh thành thật khai nhận rằng trong lúc tức giận đã có dùng dao uy hiếp ông Bùi Minh Diện vì thấy ông này lấn đất sang nhà mình. Tuy nhiên, ông không hề hay biết gì về cái chết của người hàng xóm này. Dựa theo lời khai của đối tượng Khanh, trinh sát đã tiến hành xác minh và xác nhận. Đúng vào thời điểm xảy ra án mạng, ông Khanh đang chơi bầu cua cá cọp với nhiều người ở xóm trên. Vậy nên, ông được chứng minh vô can trong vụ án này. Trong khi đó, cán bộ điều tra nhận được một cuộc điện báo quan trọng từ một người dân tại địa phương. Người này cho biết vào khung thời gian nạn nhân Diện bị sát hại, có bắt gặp Hoàng Văn Trọng, tên thường gọi là Bơ, hớt hải từ hướng Vuông Tôm đi về. Trên tay hắn cầm một túi giấy có biểu hiện thấm dầu, giống như túi mồi chim cút chiên của anh Diện. Được biết, đối tượng này bị tật câm điếc bẩm sinh, rất đầm tính nên gần như không tiếp xúc với người ngoài. Nhận thấy đây là một chi tiết quan trọng, cơ quan điều tra đã cử người xuống nhà đối tượng tình nghi. Khi hay tin con mình bị nghi có liên quan đến vụ án, bà Nguyễn Thị Trang lấp lửng che giấu rằng con mình không có ở nhà. Khi mọi nghi vấn đang đổ dồn về đối tượng Trọng, thì Trung tá Hải lại nhận được một nguồn tin quý giá từ quần chúng nhân dân. Khoảng 17 giờ ngày hôm ấy, khi vô tình vào nhà mượn đồ, một người đàn ông đã nhìn thấy hai mẹ con đối tượng Trọng ngồi ăn chim cút chiên vui vẻ. Đồng thời, không qua mắt được các cán bộ điều tra, một chiếc túi còn thấm dầu ăn đã được tìm thấy trong sọt rác của nhà đối tượng này. Một đối tượng bị phát hiện có mặt gần hiện trường vụ án, trên tay là túi thức ăn với biểu hiện khả nghi, trùng khớp với túi mồi nhậu của nạn nhân. Và từ đây, thanh niên bị câm điếc bẩm sinh đã trở thành đối tượng tình nghi số 1 của vụ án này. Thì chúng ta gà sót là hai cái chỗ bán chim cút đêm đó thì là ta không bán cho thằng này, mà bán cho là bị hại. Thì từ đó chúng ta là phanh vụng được cái đối tượng, thì chúng ta tiếp tục là dùng các cái biện pháp nghiệp vụ để xác minh và bắt cái đối tượng này. Tất cả các bằng chứng biết nói này đều đồng loạt tố cáo kẻ sát nhân máu lạnh tên Hoàng Văn Trọng. Nắm được thông tin, tên này đang cố tình lẩn trốn, lệnh vây bắt đối tượng nhanh chóng được ban ra.
Sau nhiều giờ truy lùng và đuổi bắt, Hoàng Văn Trọng đã bị tóm gọn. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đội trọng án đã tiến hành đấu tranh và buộc đối tượng Trọng kể lại mọi hành vi tội lỗi mà y đã gây ra. Trước đó, do điều kiện gia đình túng thiếu, Trọng đã nảy sinh ý định giết một người cùng xã là bị hại Bùi Minh Diện để cướp các tài sản có giá trị. Nắm được thói quen và giờ giấc vào thăm du tôm vào mỗi buổi chiều của anh Diện, Trọng đã dạch ra kế hoạch hoàn chỉnh. Hắn chặt hạ một thân cây chắn ngang đường để cản lối đi của nạn nhân, sau đó vào bụi rậm ngồi núp. Khi anh Diện xuống xe để dẹp vật cản, hắn liền xuất hiện và thực hiện nhiều nhát chém chí mạng vào phần đầu của nạn nhân, khiến anh này tử vong. Sau đó, hắn gỡ lấy các tài sản có giá trị và túi mồi nhậu, gồm hai con chim cút chiên, đem về nhà mời mẹ mình cùng ăn. Hành vi tội lỗi và thủ đoạn giết người tàn nhẫn của Hoàng Văn Trọng cuối cùng cũng được phơi bày trước ánh sáng pháp luật. Hoàn cảnh gia đình túng thiếu, tuy nhiên thay vì cố gắng lao động kiếm tiền mà một thanh niên đã nảy sinh ý đồ giết người cướp tài sản. Mặc dù lên kế hoạch từ trước, ra tay nơi vắng vẻ, nhưng nhờ sự hỗ trợ của quần chúng nhân dân và những vật chứng biết nói, kẻ thủ ác đã nhanh chóng sa lưới. Đây chính là bài học cảnh tỉnh cho những kẻ muốn kiếm tiền bằng hành vi phạm pháp, tước đoạt mạng sống của người khác. Sau vụ án này, thì là bài học rút ra thì là khi vụ việc xảy ra thì cũng phải có cái sự quan tâm và chỉ đạo của giám đốc cũng như là chỉ huy của các cái phòng liên quan, chức năng liên quan, và cũng phải có cái sự phối hợp giữa các cái lực lượng chặt chẽ để là triển khai các cái biện pháp nghiệp vụ để thu thập chứng cứ và điều tra để là khởi tố và xử lý theo pháp luật, phân công cái điều tra viên có kinh nghiệm cho nó phù hợp với tính chất của từng vụ việc. Cái nữa là cái làm tốt cái công tác tuyên truyền, vận động quần chúng để cho quần chúng tham gia tố giác tội phạm cũng như là cung cấp nhiều cái thông tin có giá trị để chúng ta làm rõ cái vụ án.